Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một tác phẩm cẩm thị nhà mình nha. Cây này ba thân chung cốt, cây này sống khỏe rồi. Ba thân chung cốt bầu đất linh luôn nha. Cái thân này là lũ thép này. Lũ thép âm thân luôn nha. Cây này là form chi xương này, linh luôn. Cây quá sung quá khỏe luôn nha mình. Cây này có mã số là 38 nha. Có tổng hoành này là 55. Riêng thằng này là 34 nha. Cây cao tính từ cái mặt đây nha, lên tới đỉnh là 75. Cây đang nằm cái bầu đất green là 35 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,6 triệu bao ship nha mình nha. Cho một tác phẩm cẩm thị ba thân chung cốt nha, tam đa nha mình. Cây form thiên nhiên nha. Cây rất chi là sung luôn. Vàng chi xương thiên nhiên nha. Cái này thiên nhiên tạo. Cái này về mình lên cái chậu chăm nó nữa là ok thôi. Cái rất chi là ok luôn nha mình. Tam đa nha. Phúc lộc thọ. Cẩm thị kim cương đen nha mình. Rồi mã số 38. Nhà vườn xin giao lưu tác phẩm này là 1,6 triệu bao ship nha, không chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.